Chào mọi người, mình là Trung với kênh Càng Cao Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay 20 cái cần để cho mọi người tiếp tục xem và lựa chọn. Thì cần nhà mình còn rất là nhiều nhưng mà mình chỉ mỗi hôm mình soạn được một ít ít thôi. Tại vì mình còn máy khoan, máy hơi rồi rất là nhiều thứ nha mọi người. Mình còn phải soạn đủ cái đồ à. Nên là mỗi ngày mình chỉ soạn được một ít để cho mọi người lựa chọn thôi. Nên mọi người cố gắng để ý theo dõi kênh thì sẽ xem được những cái cần mình ưng ý không. Còn mình cũng báo trước là mình không có lựa hàng cho khách, mình không có chụp riêng qua Zalo, rất là mất thời gian bởi vì khối lượng rất là nhiều mà mỗi lần khách như đó mình phải đi tìm đi nhặt cũng rất là cực nha mọi người đấy. Nên mình ra cái gì thì mọi người cố gắng coi, mọi người lựa chọn thôi, còn không xem được mọi người không bỏ thời gian là được thì mình cũng chịu thôi, chứ giờ mình cũng không có đánh đổi cái thời gian của mình như thế được nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là đầu tiên. Hôm nay mình sẽ bán những cái dòng này đây, mình qua trước cho mọi người xem. Đấy. Đầu tiên là một cái cần ba đoạn này. Cần ba đoạn này là cái cần hãng gì đây? Đây, Alpha Tac này. Alpha Tac nha mọi người, made in Japan luôn này. Đấy, Alpha Tac made in Japan. Đấy. Cái cần này thì vàng phan này, phan rồi nó. Khoan của nó còn ngon nha mọi người. Đây, khoan của nó còn ngon, chỉ có khoan cuối nó hơi bị chẹo chẹo một tí thì mọi người về lấy cái kìm bẻ ra phát là được à. Đấy, nguyên bản như thế nào thì mình để y như thế nha mọi người. Đấy, mình bán là đồ nó zin, còn mình không có sửa chữa. Đấy, đồ zin như cái này này. Đấy, chỉ cần lấy cái kìm kẹp vào đây bẻ xí là nó tự động nó thẳng lại thôi. Còn không có để như thế này cũng không sao, quan trọng là phần đá ở bên trong nó trượt cước nha mọi người. Đây, cần ba đoạn như thế này. Đây, mình uống cái đọc cho mọi người xem. Mình cũng không gỡ ra ghép vào nữa. Đây, lúc mình kiểm tra nói là mình đã ghép thử rồi. Đấy, đọc rất là cứng cáp nha mọi người. Đọc rất là cứng cáp. Đây. Cái cần này cần số. Cái cần này cần. Đây, anh phải tắt. Cái cần này chất liệu là phíp đi. Đây, chất liệu phíp. Made in Japan, cần ba đoạn. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 70% thôi mọi người. Ngoại hình cái cần nó khoảng cỡ 70% thôi. Bát Fuji này, bát vặn Fuji này. Bát vặn vặn Fuji nhé. Đấy. À. Cái cần này dài 3 mét này. Thu và ngắn ngắt của nó là 1m1. Đường kính đọc đỉnh của nó tới 3 ly đó. Cân nặng của nó là 340 gram. Cái cần này cần số 1. Số 1. Cái cần này bán 430.000. Số 1 430.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 2. Thứ hai là cái cần này. Thứ hai là cái cần hai đoạn nha mọi người. Cái cần hai đoạn. Lấy từ lấy ống này từ đầu đuôi nha mọi người, đầu đuôi này. Đấy. Dàn phan còn ok luôn. Dàn phan còn ok, đọt còn ngon luôn. Đấy nhá. Rồi, cần này chất liệu lọc ship. Ngoại hình của nó thì 90% trở lên. Này. Cái phan chỗ này, phan đầu này thì hơi bị nứt nhá. Đây, nứt tay xí này. Còn chỉ có khoan nhựa ngay chỗ đó bị nứt xí thôi, còn có khoan thứ hai thì ok. Đấy. Con này. Còn, con này dài 1m6, thu và ngắn nhất là 88 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,65 ly. Cân nặng là 60 gram, giá thành 590.000. Đây, số 2. 190.000. Số 2 190.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 3. Số 3 là một cây cần rút. Cần rút của thằng nào đây?
cần rút của thằng tao cô vậy đây. Cần này thì nó là cũng thuộc dạng cần tay trợ máy đấy. Đây, phụ máy phụ này, đọc rất là mảnh nhé. Ok, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Đấy, có cái fan cuối cùng thì cái nhựa chỗ này nó hơi bị nứt này, Đấy, người về dán keo lại. Không thì thay luôn cái đó được. Thay luôn một cái fan ở đấy rất là đơn giản. Đãi rồi phát thay cái khác vào nhé. Đây, cái cần này dài 2m9, thu vào ngắn nhất là 84cm. 84cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 120g. Số 3 190, và 190. Ngoại hình con này phải đến 95% rồi, 90-95% từ đây. Tiếp theo, số 4 là một cây cần rút, hiệu này đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì 90% trở lên, rất là đẹp. Đây, còn phan này, phan gì hơi ố, tí mọi người về đánh sạch đẹp nha mọi người. Đấy, phan bây giờ đẹp rồi. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, thằng này có ba đoạn tất cả nha mọi người. Trượt này. Cái cần này dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 1m05, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 140g. Giá tiền cây này là 180.000. Cái số 4 180.000. Số 4 180.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần Shimano, cần rút Shimano, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này khoảng cỡ 75-80%. Cái dàn phan của nó thì cũng bị bể nứt rồi mọi người, về nên thay đi. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn tất cả. Có ba đoạn nha mọi người. Bát Fuji này. Đấy. Cây này dài 2m4, đường kính độc thu vào là 89cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly, cân nặng là 220g. Giá thành của nó là 120.000. Số 5 120.000. Số 5 120.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là một cây cần rút. Đây, hiệu gì thì giờ nó cũng mòn rồi, không thấy hiệu gì. Đấy, không thấy hiệu gì nha mọi người. Mắc à. Đọc của nó đây. Đấy, cây này là cây thuộc dạng cây cần tay tựa máy hay sao ấy. Cái đọc tay nhìn nó khác khác nha mọi người, đọc tay nhìn nó khác khác. Đây, đọc tay thì nhìn không còn khoan nữa rồi. Đấy, cái này về mọi người tự cột khoan ấn vào nhé, cột khoan vào. Đấy, hoặc là cây này là bị thay đọc, bị thay cái đọc này làm cần tay luôn rồi, không dùng máy nữa hay sao ấy. Đấy, chung quy là nó như thế. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Bát thường này, cây này dài 2m3, thu vào là 1m, đường kính độc đỉnh của nó là 1,4 ly, cân nặng là 110g. Giá tiền của nó là 100.000. Cây số 6 giá 100.000. Số 6 100.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 7 nè. Số 7 cần này cũng thuộc dạng cần tay trợ máy rút, cần rút nha mọi người. Cái cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 80%. Đây, cần tay trợ máy này, còn fan này, fan ok nha mọi người, dàn fan rất là ok đấy. Đấy, dàn fan ok. Ok. Rồi rồi, đợi chạy xuống gọi anh Bình nhanh cái. Ngọc Hoàng ok nhá. Đây, Bát Fuji
Fuji FX5 nhé. Trông kêu Fuji FX5 đấy. À, dài 3m8, thu vào ngắn nhất là 95cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Đây là cái số 7 giá 180 nha mọi người. Số 7 giá 180.000. Lại 180.000. Tiếp theo là một cây cần rút Shimano. Cần rút Shimano nha mọi người. Cái này chất liệu là phíp thôi, ngoại hình của nó khoảng cỡ 70%. Đây, dàn phan này. Phan nứt bể, cái dàn phan nhựa này mà này mà nứt bể thì mọi người đây cũng có dán keo rồi đây, nhưng mà thôi mọi người về thay luôn cái dàn khác chẳng sướng, thay dàn kim loại chống rỉ chẳng đã nha mọi người. Đây, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, nó có tất cả ba đoạn. Đấy, đoạn bát Fuji nó dài 2m8, thu và ngắn nhất của nó là 1m1, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, rất là cứng nha mọi người. À, cân nặng của nó là 240g. 1, 2, 4, 6, 7, số 8. Số 8 Số 8 này giá là 120.000. 120.000. Cần rút Daiwa, cần rút Daiwa. Cái cần này thì chất liệu là phíp. À, ngoại hình của nó là khoảng cỡ 75% nha mọi người, 75%. Dàn phan của nó này, phan nhựa này thì nó cũng bể vỡ rồi. Đấy, cái này động thì còn được nè. Đây, rồi, động này. Còn rất là to. 1, 2. Rồi 100.000 cục sạc. 2 3 4 đoạn. 4 đoạn. Cái này 4 đoạn, dài 3m6, thu và ngắn nhất của nó là 1m08, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 440g. 2, 4, 6, 8. Cây số 9. Số 9 này giá 150.000 chứ mấy người. 150.000. Đấy, 9, 150.000. Tiếp theo là cây số 10. Này, cần phíp kinh thân nha mọi người, cần phíp kinh thân. Đấy, cái này cần rút nè, cần rút nè. Dàn khoan của nó thì còn khá là được nhé, cũng tạm nhé. Đấy, mọi người về ơn dán lại sửa chữa hoặc là thay mới vẫn được, thay mới hết đi cho nó sướng. Đấy, ngoại hình của cây này khoảng gần 65-70%. Đấy, màu sơn nó hơi bạc bạc tí. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó có 6 đoạn nha mọi người, 6 đoạn tất cả. Dài 5m2, thu vào là 1m1, cân nặng của nó là 420g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly. Cái đọc của nó thì nó bị gãy một đoạn nha mọi người, đọc nó bị gãy một đoạn như hồi nãy mình chỉ rồi đấy. Thì cây này là cây số... cái này cái số 10. Số 10. Cái này mình chỉ bán với giá 100 thôi, hữu nghị khuyến mãi luôn. Hữu nghị khuyến mãi nha mọi người. Riêng cái bát Fuji FX7 này là dư tiền rồi nha mọi người. Đấy.
Tiếp theo là một cây cần rút Daiwa. Đấy. Cây này chất liệu là phíp. Bác Fuji FS6 này. À, cây này ngoại hình của nó 90% nha mọi người, 90% trở lại. Này, cái dàn phan nhựa này, ngon này, phan nhựa hoàn toàn ngon này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Có tất cả ba đoạn. Đấy. Cái này cây số 11. 11 à, 2m1, thu và ngắn nhất của nó là 60cm, đường kính đọc đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 110g. Số 11, 200. 200. 11, 200. Tiếp theo. Cần tay thử đi. Tiếp theo là một cây cần rút. Này, hiệu gì đây? Này. Đấy nha mọi người. Cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65%. 65%. Còn cái dàn fan của nó đây. Fan của nó thì ok, không có điều hơi bị rỉ mọi người về đánh ra nhé. Đấy, đá thì còn. Đó. Một đoạn này. Một đoạn. Hai đoạn. Ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người. Cả bốn đoạn. Đây. Bát vặn này. Căn này dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m01, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 280g. Đây là số 12, giá 201, giá 201 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là cây cần rút. Rút này hiệu gì đây mọi người? Đấy. Con này thì cây này cây nội địa. Đây, cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 80%. Đây. Đấy, hơi bị xước nhá. Đây, dàn phan của nó thì hơi bị nứt bể. Đấy. Người về dán keo lại tiếp hoặc là thay lụng được. Đấy, đọt này, cứng này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Bốn đoạn nha mọi người. Dài 3m3, thu và ngắn nhất là 93cm, đường kính đọc đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 260g, giá tiền là 180. Cây số 13. 180.000. 13 180.000 nha mọi người. Tiếp theo số 14 là số 14 là cái cần này Ryobi. Đấy. Cái cần này cần tay máy phụ ra này. Cái cần này thì rút này, rút này. Chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 85-90% trở lên. Đây, đọt này. Đấy. Đọt phản ảnh này. Đấy. Bị bắt một hai cái sợi phan gì đấy, một hai. Có mắc cái nào nữa không? Hai cái thôi, một mắc một cái thôi mọi người, một cái fan nhỏ thôi. Đấy, mọi người về tự cọc vào được. Đây, cần tay máy phụ thì dễ cọc fan rồi. Cái này dài 3 mét này, thu vào ngắn nhất là 85cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cái này số 14, 120.000. 14, 120. Tiếp theo số 15 là một cây cần đơn, cần cái này nó không có cái này nhưng mà mình bỏ ra luôn. Đây, số 15 là một cây cần đơn, chất liệu là phíp, còn hãng thì nó không còn tay nữa là mình không biết. Ngoại hình của cây này khoảng cỡ 70-75%. Đấy, đọt của nó này. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Cây này dài 2m9, thu và ngắn nhất của nó là 87cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 60g. Đây, giá tiền của nó cây số 15, 110. 15
100.000. 15 100.000 nha mọi người. Tiếp theo 16 là một cây, mình tiếp tục một cây ngọn rút, còn hiệu gì đây thì còn mấy cái chữ này thôi. Đó. Cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 85-90% rồi. À, cái cần là cần Shimano nha mọi người. À, Shimano. Đọt của nó này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Bốn đoạn tất cả. Này, dài 3 mét, thu vào là 85 cm, đường kính độc đỉnh là 1 ly, cân nặng là 140 g. Đây là cái số 16, giá 140 mọi người. Cao nhiêu? 140. Là nguyên trẻ nè. 11, 12 cái nguyên nè. Mình có ai to nè anh được. À, cái... Tôi có một cái nữa ra. Rồi cái nữa không vừa ta mua được sai. Cái này, cái này cũng cần tay rút nha mọi người, chất liệu là phíp, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 80-85%. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám nữa, ngon hơn mặn quá nhiều, vậy là quá ba anh cũng bạn này cháu rồi. Rồi cháu một tiền nữa nó ra nghe nó còn ba cái này 3 m2, thu gần ngắn nhất là 79 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 120 g. 120 g nha mọi người. Cái này cái số 10 17 đâu hai ngược bên này. Cái này số 17 giá 100 nha mọi người. Giá 100. Đấy. Tiếp theo là cây cần rút tiếp theo, cũng không biết cái hãng gì luôn, mắc tay rồi. Đấy. Cần rút chất liệu phíp nha mọi người. Đấy. Hình khoảng cỡ 80-85% trở lại. Đây, đọt này. Hai, ba, bốn đoạn, bốn đoạn nha mọi người, bốn đoạn. Đấy. Cái này dài 3 m này, à, quay dài 3 m rưỡi, thu và ngắn nhất của nó là 1 m 02, đường kính độc đỉnh là 0.9 ly, cân nặng 110 g. Giá tiền cây này là 80. Cây này là số 18. 80. 18 80. Tiếp theo là cây số 19, cũng là cây cần rút tay. Cần rút tay. À, cây này chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 80% trở lên nha mọi người. Đọc này. Đọc này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, có tất cả ba đoạn nha mọi người. Ba đoạn. Cái cần này dài 2.7 m, thu vào ngắn nhất là 85 cm, đường kính độc đỉnh là 1 ly, nguồn cân nặng là 80 g. Giá tiền 80.000, cũng rẻ kinh rồi. Số 19. 80.000. 19 80.000 nha mọi người. Đó. Tiếp theo số 20, số 20 là một cây cây đỡ cho mọi người. Đây, cây đỡ cho mọi người coi. Cây này bằng kim loại. Ngoại hình của nó thì cây này phải 80% á, ngoại hình cũng được 80% nha mọi người. Đây, cây đỡ này. Vặn vào này, thấy chưa? Đấy. Và cái này 1.8 m, hai đoạn nha mọi người. 1.8 m, đi 1.8 m nhưng mà bỏ cái đỡ vô nữa đo thành 1.9 m luôn á. Đây. Dài 1.9 m nè.
máy chính. Thu vào ngắn, thu vào của nó là 1m07, trọng lượng của nó là 300g. Đây, giá tiền là 190.000. Số 20. 20. 190.000. 20 190.000 nha mọi người. Cái này rất là đẹp. Giá trị này. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán cần câu là 0786 555 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Hàng cần câu thì mình ship code đơn hàng từ 200.000 trở lên mình mới ship, và mọi người nhận hàng thì bắt buộc mọi người phải mở hàng ra để kiểm tra hàng xem có bị bể vỡ hay là sai sót gì không, để mọi người hoàn hàng về cho mình, và mình sẽ, nếu mà bể vỡ hoặc là đứt đồ này kia thì do bên vận chuyển thì mình sẽ báo với nhà vận chuyển để người ta phát sinh bồi thường cho mình nhé. Còn lại mình sẽ không giải quyết tất cả các trường hợp, dù gì tất cả các trường hợp đã nhận hàng xong rồi với điện cho mình báo là gãy vỡ hay này kia là mình không giải quyết nha. Mình giải quyết chỉ ngay khi mà mọi người, lúc mà mọi người nhận hàng có bưu tá ở đó, mọi người kiểm tra luôn hàng cho mình. Đấy, có bưu tá ở đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.